Chúng ta có bài toán như sau. Tạo một góc vuông bằng cách sử dụng ba điểm màu đen dưới đây. À, chúng ta có thể thấy ở đây có ba điểm màu đen, 1, 2, 3. Hãy kéo đỉnh của góc và đặt đỉnh vào điểm màu đen phù hợp. Sau đó, kéo lần lượt hai điểm xanh còn lại và đặt chúng lên các điểm màu đen khác. À, ký hiệu góc sẽ trở thành ký hiệu góc vuông khi góc đó là góc vuông quan sát vào đây chúng ta thấy ba điểm màu đen ở đây vậy thì đầu tiên chúng ta cần phải chọn đỉnh chúng ta sẽ thử từng đỉnh một nhé hãy thử với đỉnh này chúng ta sẽ kéo đỉnh của góc đặt vào điểm này tiếp theo chúng ta kéo hai điểm màu xanh này và đặt vào những điểm màu đen ở đây chúng ta sẽ thử như thế này nhé à chúng ta có thể thấy góc được tạo thành ở đây không phải là một góc vuông Chúng ta có thể dễ nhận ra đây chính là một góc nhọn vì nó có số đo nhỏ hơn 90 độ. Vậy thì chúng ta cần phải thử cách khác. Bây giờ chúng ta sẽ đổi đỉnh nhé, chúng ta sẽ đặt điểm đỉnh ở đây. Sau đó chúng ta sẽ quay như thế này. Chúng ta sẽ đặt điểm đỉnh ở đây. Và sau đó đặt điểm màu xanh này lên đây và điểm còn lại ở đây. Ô oh, Chúng ta thấy ký hiệu này đã chuyển thành ký hiệu góc vuông Như vậy chúng ta đã đặt đúng và chọn được một góc vuông rồi Chúng ta phải làm thật cẩn thận Bởi vì nếu như ở đây chúng ta đặt hơi chệch một chút Thì kết quả sẽ bị sai Góc này là góc vuông vì số đo của nó À, bằng 90 độ Tiếp tục làm thêm một vài bài nữa nào kéo đỉnh của góc so cho đỉnh nằm tại điểm a hãy di chuyển một điểm xanh so cho ab là một cạnh tạo nên góc đó sau đó di chuyển điểm xanh còn lại đến một điểm đen khác sao cho góc tạo ra là góc nhọn ký hiệu góc cho biết đó là góc đang được đo chúng ta sẽ làm lần lượt nhé đầu tiên là kéo đỉnh của góc sao cho đỉnh nằm tại điểm a vậy đây là đỉnh của góc chúng ta sẽ kéo cho nó nằm tại điểm a Hãy di chuyển một điểm xanh sao cho AB là một cạnh của góc đó. Vậy đây là điểm A, đây là điểm B. Chúng ta sẽ di chuyển điểm này tại điểm B. Tiếp theo, di chuyển điểm xanh còn lại đến một điểm đen khác sao cho góc tạo ra là góc nhọn. Điểm xanh còn lại đây, chúng ta sẽ thử đặt lên đây. À, chúng ta đã thấy ở đây là một góc rất lớn, chắc chắn không thỏa mãn đề bài. Vậy thì chúng ta sẽ di chuyển điểm xanh này xuống phía dưới đây. À, chúng ta có thể thấy ký hiệu góc của đây vẫn là điểm lớn này. Vậy chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta có thể đổi hai đường này lại cho nhau. Vậy là ký hiệu góc của đây chính là một góc nhọn rồi. Góc này là một góc nhọn vì số đo của nó nhỏ hơn 90 độ. Một câu hỏi nữa nhé tiếp tục kéo đỉnh của góc sao cho đỉnh nằm tại điểm A, sau đó di chuyển một điểm xanh sao cho AB là một cạnh tạo nên góc đó. Di chuyển điểm xanh còn lại đến một điểm đen khác sao cho góc tạo ra là góc tù. À lần này chúng ta cần phải tìm ra được một góc tù. Đầu tiên kéo đỉnh của góc tại điểm A. Rất dễ rồi. AB là một cạnh của góc đó vậy chúng ta sẽ đặt điểm xanh này ở điểm B này. Tiếp theo tạo thành một góc tù. chúng ta có thể thấy đây chính là một góc tù vì nó lớn hơn hẳn 90 độ. Như vậy ở đây chúng ta chọn nhiều hơn 90 độ.